bây giờ có dòng điện chảy theo chiều này thì con led này là phát sáng, phát ra ánh sáng. Giờ ánh sáng màu gì thì tùy thuộc cái tinh thể ở trong con led này, nó màu gì thì nó sẽ phát ra màu đấy. Thì bây giờ thầy mô tả mô phỏng ở trên phần mềm để các em thấy. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái mạch như này, một đây đây thầy bổ sung thêm con led để các em thấy led này. Các em muốn tìm kiếm thì các em chỉ cần gõ chữ led, cái từ tìm kiếm đấy thế này, ví dụ led thì gõ chữ led vào thì nó sẽ ra led thôi. Đấy, ở đây có rất nhiều cái để các em lựa chọn, nhưng mà nhớ chọn cái con led red này nhá, led red này, hình của nó bên này, hình của nó bên này và tên ở đây, gõ ở keyword là từ led này, led, gõ ở các em sẽ chọn cái con led gạch ngang red, hình của nó ở bên này nhá. Đây hình dạng từ của nó đây, và chọn cái con ở chỗ này nhá, và gõ tên tìm kiếm ở đây. Đấy, thế là được. Ok, xong là các em chỉ cần chọn được đúng con rồi các em nháy kép vào. Nháy kép vào con led này thì nó sẽ xuất hiện ở bên chỗ bên này nhá. Nháy kép thì nó sẽ xuất hiện ở cái cửa sổ này này. Đây thầy nháy cho các em thử này. Nháy kép này. Đó, thì bây giờ nó đã xuất hiện ở đây rồi. Đấy, nó sẽ xuất hiện đây. Từ đây thì mình mới bắt đầu vẽ được ở trong trong mạch. Giờ to ra này. Đó, bây giờ có con led này rồi thì ta vẽ ngoài. Bây giờ cái nút này để xoay này, cái có thể xoay bằng xoay linh kiện bằng cái nút này nhá. Mấy cái nút ở trên này này xoay bao nhiêu độ thì xoay, còn hai cái nút ở dưới này là để flip nó, tức là theo kiểu xoay gương nó. Chưa Ơ thầy ơi vừa điểm danh rồi. chưa chưa cứ học đi, tiếp tục này. Đây thầy gắn con led vào nhá. Đấy, gắn vào đây. Đấy, nếu mà gắn như thế này ấy, thì dòng điện chảy qua con led này rất là lớn, nó sẽ khả năng nó sẽ làm cháy con led đấy nhá. Đây thầy đo luôn cái cường độ dòng điện, thầy chuyển cái điện áp này về tầm khoảng 5V thôi. Bây giờ thì đo cường độ dòng điện nó DC-meter. Muốn đo cường độ dòng điện thì ta mắc nối tiếp với cả cái mã đoạn mạch cần đo thì là sẽ đo được cường độ dòng điện. Và chúng ta đo xem là cường độ dòng điện qua con led là bao nhiêu ampe, miliampe. Bây giờ thầy chạy mô phỏng rồi, chúng ta xem là đó. Hiện giờ là con led này nó sáng lên này, cái nhìn thấy sáng không? Đấy, nó có chấm đỏ đây. Thì cường độ dòng điện chảy qua con led nó là 933 mA. Với điện áp đặt vào hai con led đấy là 5V. Và bây giờ các em lưu ý cho thầy một việc này, là con led nó muốn sáng bình thường thì cường độ dòng điện của nó chỉ tầm khoảng y y con led này. Cường độ dòng điện mà con led sáng bình thường ấy, nó chỉ tầm khoảng từ 10 cho đến 20 mA thôi nhá. Làm sao còn nếu mà dòng điện nhỏ hơn cái giá trị này, nhỏ hơn giá trị này thì con led nó sẽ tối, nó không sáng đạt được 100%. Nếu mà nhỏ hơn thì sẽ không đạt đạt 100%. Còn nếu mà cường độ dòng điện mà lớn hơn cái giá trị này thì con led nó sẽ giảm tuổi thọ, nó sáng rất là rõ rồi nó giảm đi, giảm tuổi thọ của nó. Bình thường con led mà chúng ta cho dòng qua nó từ 10 đến 20 miliampe ấy, thì nó có thể sáng liên tục trong vòng khoảng 100.000 giờ, 100.000 giờ nhé. Nhưng mà nếu mà các em cho dòng điện mà lớn hơn chảy qua thì tuổi thọ nó sẽ giảm hơn này, và càng lớn thì tuổi thọ càng ngắn. Ví dụ như là nếu mà cho chạy là 900 mA mà chạy qua con led này thì nó chỉ chạy tầm khoảng một một vài giây thôi là tắt, là cháy, cháy. Thì
ở cái chỗ này thì chúng ta cần lưu ý việc là phải phải làm giảm cường độ dòng điện của led đi để cho led nó có thể sáng được bình thường và kéo dài tuổi thọ. Thì vậy muốn giảm được đi thì là chúng ta phải bổ sung vào cái đoạn mạch đấy một con điện trở nhá, bổ sung một con điện trở hoặc nối tiếp với con led này đấy, để giảm cường độ dòng điện đi. Tức là tăng điện trở đi thì giảm cường độ dòng điện. Thì chúng ta học tác dụng của điện trở rồi, điện trở dùng để càng trở dòng điện, mà giá trị của điện trở càng cao thì dòng điện càng nhỏ. Vậy thì bây giờ vấn đề ở đây là cái con điện trở này là bao nhiêu, giá trị là bao nhiêu là vừa với cái đoạn mạch này, tức là cái đoạn mạch mà có điện áp đầu vào 5V mà có led ở đây đấy, bao nhiêu là vừa. Vậy thì ta đi tìm cái giá trị của điện trở R1 này là bao nhiêu. Thì ta tìm bằng cách là thế này, là ta căn cứ vào cái dòng điện qua led là 10 đến 20 mA thì ta cho nó là tạm cho nó là 20 mA đi nhá, tạm lấy cái giá trị 20 mA đi nhá. Thì dòng điện qua led led đây, cái dòng điện điện ở đây này điện, bây giờ nó là 20 mA nhá. Đó, dòng điện qua led là 20 mA thì dòng điện qua điện trở nó cũng sẽ là 20 mA thôi. Đấy, cũng là 20 mA bởi vì dòng điện chạy trên một đoạn mạch này là nó như nhau ở mọi điểm, điểm nào cũng như nhau, chỉ trừ khi là đến đây nó tách thành hai nhánh nhá. Thì hai nhánh này thì tổng của cái dòng điện chạy qua hai nhánh ấy, nó sẽ bằng cái dòng điện ở cái chỗ mà nó chưa tách nhá. Lưu ý việc đấy, các em học định luật Kirchhoff về dòng điện và điện áp hồi cấp 3 rồi. Được chưa? Bây giờ ta không nhắc lại nữa, thì ta chỉ cần nhớ là dòng điện trên một đoạn mạch này mà không có nhánh nào cả thì ở chỗ điểm nào nó cũng như nhau cả. Thì dòng điện chảy qua R1 cũng là 20 A. Thì vậy thì ta sẽ có điện trở của tổng điện trở của R1 và điện trở của led cộng vào, nó sẽ bằng điện áp trừ đi chia cho dòng điện nhá. Theo cái công thức là R bằng điện áp này mà chia cho dòng điện là U mà chia cho I chưa. Bây giờ U thì là điện áp sẽ là 5V rồi, bây giờ I nó là 12V rồi, đây nó đây giờ I nó là 20 mA rồi, thì ta chỉ cần thay số và chia thôi, người ta thay số và chia thôi là R nó sẽ bằng là U là 5V này mà chia cho, bởi vì chia cho 5 chia cho 20 mA thì tức là bằng là ta phải đổi ra đơn vị là ampe thì mới chia được nhá. Thì tức là 20 mà nhân với cả 10 mũ trừ 3 ampe. Được chưa? Tức là 10 mũ trừ 3 tức là chia tiếp cho tổng của cái này. Đây đây. Thì 20 mà chia cho 20 chia 1000 cho 10 mũ trừ 3 ấy. Đấy. Thì kết quả sẽ bằng là bao nhiêu? Bao nhiêu đấy? Bằng là 2,5 mà nhân với cả đúng không nhỉ? 0,25. 0,25 mà nhân với cả 1000 ôm nhá. Ôm cái đơn cái ký hiệu ôm thì ở trong này nó không biết được, người ta cứ thầy cứ viết là ôm nhá. Thì có thế thì ôm thì tương đương phải bằng là 250 ôm được. Đó. Thế sau khi đấy là ta tính được điện trở, điện trở tổng của RLED với cả R1 này. Nếu mà ta không không coi RLED có điện trở thì ta cứ lấy con R1 bằng 250 ohm đi là được.
Được chưa? Người ta lấy thử xem là kết quả là bao nhiêu nhá. Người ta thử lấy thử. Bây giờ ta lấy thử điện trở này là 250 ohm đi. 250 ohm này. Ok, sau đó ta chạy thử này. Xem là dòng điện đây. Đó, dòng điện hiện giờ nó là 11 mA. Tức là nó không bằng 20 A như chúng ta dự tính ban đầu đúng không? Bởi vì là con led này nó có điện trở. Nếu mà mình gắn 250 ohm vào thì dòng điện thì 250 cộng với điện trở led nó sẽ là điện trở tổng nữa. Vì vậy thì bây giờ ta đo được rằng là ở đây có là 11 mA này. Tức là vẫn là trong cái khoảng mà chúng ta mong muốn từ 10 đến 20 mA, đèn led nó vẫn sáng bình thường đúng không? Thì các em có thể suy từ cái dòng điện là 11 mA này, là điện trở 250 ohm này, thì suy ra điện trở của led thôi mà. Cái này làm được không, tự làm được không? Thế à? Bây giờ thầy có thể thử suy ra xem điện trở led là bao nhiêu nhé. Bây giờ chúng ta có dòng điện là 11 mA này, thì hiển nhiên là chúng ta sẽ có công thức là bây giờ là cái ta tìm là ta phải tìm điện trở của led. Điện trở của led thì là bằng điện trở tổng mà trừ đi điện trở R1. Giờ thì vậy đầu tiên ta tìm điện trở của led là điện trở tổng R tổng này nó sẽ bằng là điện áp là U mà chia cho I. I đây nhá, I đây thì sẽ bằng là U này vẫn là 5V mà chia cho I. I đây là 11 mA, ta lấy tròn 11 đi nhá. I là 11 mA, 11 đó. Sau đó ta có chia 11 này đó, thì sẽ bằng là 5 chỗ này 5 trên 11 bao nhiêu rồi? 5 trên 11 là cỡ khoảng 4,9 ở đây đúng không? 0,49. Xong rồi nhớ nhân cộng nhân thêm với là do mA ta phải nhân thêm 1.000 nữa. Để thêm mới ra là ôm được. Được chưa? Ôm được đúng không? Đó. Thì điện trở tổng của cái bọn này hiện giờ là 400, tức là bằng 490 ohm đó. Thế là điện trở tổng là 490 thì ta trừ 255 đi thôi thì sẽ ra là điện trở led nhớ. Thì suy ra led thì sẽ bằng là R của led thì sẽ bằng là 490 mà trừ đi 250 chưa, 240 nha. Đấy, điện trở led hiện giờ là 240. Ừ. Thì vậy thì đó, thế là ta có thể tính toán được cái mạch này nhá. Nhưng cái mạch này các em có thể áp dụng ở trong về trong cái chỗ báo đèn, chỗ báo có điện ở trong ổ cắm các em. Em lắp một con điện trở hiện giờ nếu mà ở nhà ấy, thì là trong ổ cắm của chúng ta điện áp ở chỗ này đó là 220 V đúng không? Nha, chỗ này này, chỗ V1 ấy, nó sẽ là 220 V. Đó. Thì vậy thì ta phải tìm con R1 này sao cho dòng qua con led chỉ là 20 mA thôi.